đạo tràng chúng con còn có mấy vị thầy nói là có thể đưa chúng sanh ở thế giới u minh đến thế giới tây phương cực lạc xin hỏi thật có thể làm đến được không ạ à? thật có thể không phải là giả hiện nay chúng sanh ở thế giới u minh họ niệm phật nghe kinh thường thì còn nghiêm túc hơn con người chúng ta cho nên hiện nay biến thành người chẳng bằng quỷ nguyên nhân là gì quỷ biết tai nạn cho nên họ rất sợ hãi con người không biết con người là ngu muội nhất mấy năm trước chúng tôi nghe thấy một câu chuyện đây là một vị pháp sư ở đông bắc rất nhiều người đều biết Sơn Thần ở Bắc Triều Tiên Có hơn 300 vị Sơn Thần Họ mong được Tu Pháp Môn Tịnh Độ Muốn tìm Thầy Để dẫn dắt họ Đến Trung Quốc để tìm Họ cử tám đại biểu cửa tám vị sơn thần đến trung quốc tìm tìm suốt nửa năm mới tìm được họ muốn thỉnh đi sư ấy về thần hộ pháp trung quốc rất lợi hại ở cửa biên giới không cho đi sư ấy xuất cảnh sau đó tám vị sơn thần này cũng không tệ tám vị sơn thần này cũng không về hết thảy điều quý y rồi Ni sư ấy đã hỏi họ các vị làm sơn thần bao nhiêu năm rồi ba nghìn năm rồi vì Pháp Sư này nói Ba nghìn năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Sao các vị không học Phật Lúc đó chúng tôi không biết Hiện nay biết học Phật rồi Họ nói đi khắp nơi xem Lên trời thấy cũng không tốt Vẫn là thế giới cực lạc tốt nhất Thật sự như vậy Quỷ thần rất dụng công Mỗi lần chúng tôi làm Phật sự siêu độ Pháp hội siêu độ tam thời hệ niệm Chân thật hữu hiệu ở trong đây có quỷ thần giảng sanh không? Có Chính là thiểu số Đa số Cũng được siêu độ rồi Ví dụ như nói Cõi ngạ quỷ siêu độ đến cõi súc sanh Là siêu độ rồi Siêu độ đến cõi người thì càng cao hơn Hết thảy đều được lợi ích Số vẫn ở lại trong cõi quỷ Đại khái ở lại khoảng một nửa một nửa còn lại đi đến các cõi khác rồi việc này chân thật là việc tốt có đồng tu rất tốt bụng đãi người xử sự, sự cũng xem là tốt nhưng khi mọi người muốn làm việc thiện thì họ luôn thể hiện thái độ phản đối khiến cho việc thiện không thể tiến hành thuận lợi xin hỏi chúng con phải làm như thế nào mới tốt phải hỏi họ về việc thiện này rốt cuộc là việc thiện gì trong việc thiện có thật có giả giống như trong liễu phàm tứ huấn đã nói nếu việc họ phản đối không phải là chân thiện thì sự phản đối của họ là chính xác nếu họ phản đối việc thiện thật sự thì họ không có trí huệ người đó là người rất tốt nhưng tâm từ bi không đủ trong đây có rất nhiều nguyên nhân phải tỉ mỉ mà quan sát có đồng tu khi vừa mới quy y thì ăn trường chay cùng vợ qua mấy năm lại chuyển thành ăn thịt hơn nữa còn ép người nhà cũng ăn thịt không ăn thì đánh, gây rắc rối đến nỗi không thể tiếp tục sống, xin hỏi phải làm như thế nào? Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Nếu như bạn muốn cầu cho cả nhà hòa thuận, gia hòa, vạn sự hưng. Thì bạn phải nghiêm túc nỗ lực học tập Thật sự bất đắc dĩ Thì bạn phải cầu Phật Bồ Tát gia trì Rất hữu hiệu Trong đồng tu chúng ta đã có người như vậy Chính mình phát tâm ăn chay Nhưng chồng không bằng lòng Cô ấy đã cầu Phật Bồ Tát Khiến cho anh ấy ăn thịt thì bị đau bụng Kết quả cầu được rồi Sau đó cứ ăn thịt thì bị đau bụng Không dám ăn nữa Tâm chân thành thì có thể cảm ứng Cầu được cảm ứng Cho nên khi chính chúng ta không thể giải quyết được Thì phải nương vào Phật Bồ Tát Phải có tính tâm chân thành đối với Phật Bồ Tát các ngài thật sự sẽ gia trị bạn vì sao vậy bạn là thiện tâm thiện duyên thật sự là giúp anh ấy cứu anh ấy bảo anh ấy bớt tạo nghiệp đây là việc tốt câu hỏi tiếp theo đệ tử ở canada làm việc ở bộ phận nhà ăn của một viện dưỡng lão cho người đã về hưu phụ trách vấn đề ăn uống của người già phải dứt đi thức ăn thừa của người già xin hỏi như vậy có phải là tạo nghiệp không là tạo nghiệp người già ăn uống ở nước ngoài thông thường đều là tự phục vụ tự phục vụ thì nhất định phải khuyên người già ông bà ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thì sẽ không lãng phí phải nói với họ về nhân quả báo ứng phải bảo họ tiết phước không nên lãng phí đồ ăn chính mình phải làm tấm gương tốt đồ ăn dư thừa mỗi ngày thì bạn vẫn phải xử lý họ sẽ không để lại đến ngày hôm sau bạn có thể bố thí cho người nghèo ở nước ngoài có rất nhiều người nghèo bạn có thể tặng cho họ ăn Hoặc là có một số đồ có thể bố thí cho chúng sanh Chim có thể ăn, côn trùng nhỏ có thể ăn Đều có thể cúng dường cho chúng Như vậy đều tốt Câu hỏi cuối cùng Sau khi đệ tử di cư đến Canada Từng gia nhập vào phái nhất quán đạo Hiện nay học Phật rồi Nhưng đàn chủ cứ hai tuần đều gọi điện thoại thông báo phải quay về đi học Tạo thành viên phức rất lớn Xin hỏi phải nên làm thế nào mới tốt Điều này rất đơn giản Bạn đổi số điện thoại nhà bạn là được rồi Họ sẽ không tìm được bạn nữa người thân bạn bè quan trọng thì thông báo cho họ người thân bạn bè không quan trọng thì cũng có thể không cần nói với họ ít nói chuyện tiếp xúc ít người thì phiền não sẽ ít lời người xưa nói rất có đạo lý biết nhiều việc thì phiền não nhiều biết nhiều người lắm thị phi không phải là người thân bạn bè thật sự Thì không cần phải tiếp xúc thường xuyên Không cần phải gọi điện thường xuyên Tôi có cái điện thoại di động Đã tắt khoảng 10 tháng rồi Đều không dùng đến nó Hôm nay tôi thử dùng một chút Vẫn còn hoạt động 10 tháng không dùng Tôi xem xem nó có bị hỏng không Nó không hỏng những chỗ như thế này thì chính chúng ta phải có trí huệ để mà xử lý như thế nào dù nghiêm trọng đến đâu thì tôi nghĩ cũng không quá nghiêm trọng họ cũng sẽ không làm phiền như vậy khi quá nghiêm trọng thì chuyển nhà <laughs>